Được mệnh danh là thành phố ngàn hoa, với hàng ngàn loài hoa quanh năm khoe sắc. Sa Đéc không chỉ thu hút du khách bởi những vườn hoa bạt ngàn mà còn hấp dẫn bởi những con đường rực sắc hoa. Những ngày này, trong tiết trời oi bức của ngày hè, nhiều người có dịp đi trên một số tuyến đường như Nguyễn Văn Trỗi, Hùng Vương, Hoàng Sa, ở thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đều cảm thấy mát mẻ và thú vị, với vẻ đẹp nên thơ của hàng chục cây hoa phượng, đang chỗ hoa đỏ rợp cả bầu trời. Không chỉ góp phần tạo bóng mát cho đô thị, mà những cây hoa phượng có tuổi đời hàng chục năm tuổi này còn tạo nên vẻ đẹp quyến rũ, làm sao xuyến người đi đường với màu đỏ thắm của sắc hoa. Đây cũng được xem là những tuyến đường mát nhất ở nội ô Sa Đéc. Giữa phố phường đông đúc và hối hả, sự xuất hiện của sắc hoa phượng đỏ đã giúp mọi người cảm thấy thoải mái, thư thản và đỡ ngột ngạt hơn giữa những ngày hè nóng bức. Sau đây, mời các bạn cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa phượng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những video khác của chúng tôi nhé.